Ngày hôm nay 13 tháng 6 tại khu vực Hoàng Sa, nơi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép 981 trên vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa của Việt Nam, đã có mưa to và sóng biển đạt cấp 5, cấp 6. Tuy nhiên, tàu cá Việt Nam vẫn tiếp tục bám trụ ngư trường, tổ chức đánh bắt thủy sản và phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc. Còn các tàu Trung Quốc thì vẫn tiếp tục sẵn sàng đâm va vào các tàu cá cũng như các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam. Đây là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật từ Cục Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Theo Cục Kiểm ngư, trong ngày hôm nay, Trung Quốc tiếp tục duy trì 116 tàu để bảo vệ giàn khoan 981, bao gồm 42 tàu hải cảnh, 14 tàu vận tải, 18 tàu kéo, 36 tàu cá và 6 tàu quân sự. Tàu hải cảnh, tàu kéo của Trung Quốc tiếp tục bám sát các tàu kiểm ngư với khoảng cách rất gần, từ 50 đến 100 mét và chủ động ngăn tàu của ta từ xa ở khoảng cách từ 8 đến 10 hải lý. Tàu Trung Quốc còn sử dụng tốc độ cao nhằm áp sát tàu kiểm ngư, sẵn sàng húc ổi, đâm va và cương quyết ngăn chặn các tàu thực thi pháp luật của ta khi các tàu này tiếp cận giàn khoan. Còn tàu cá Trung Quốc thì dàn thành hàng ngang cách giàn khoan 35 hải lý để vây chặn hướng di chuyển của tàu cá Việt Nam. Một khó khăn nữa cho tàu cá của ta là trong ngày hôm nay thời tiết tại đây khá xấu. Tuy nhiên, tàu cá Việt Nam tiếp tục bám trụ ngư trường, đấu tranh đòi ngư trường và phản đối hành động ngang ngược của tàu cá, tàu hải cảnh của Trung Quốc, yêu cầu rút giàn khoan 981 và các tàu Trung Quốc khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.